thưa quý vị và các bạn, vừa qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau phối hợp với công ty The Nanum Trading Hàn Quốc và công ty Go Organic Cà Mau tổ chức buổi đối thoại với chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về xúc tiến thương mại và kết nối phát triển du lịch với thị trường Hàn Quốc. Tham dự chương trình có ông Sobobak, Tổng Giám đốc công ty The Nanum Trading Hàn Quốc, diễn giả của chương trình. Về phía APEC có bà Trương Hà Phương Anh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, cùng với hơn 20 cán bộ phụ trách xúc tiến du lịch thương mại, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đến từ Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể ô cớp trên địa bàn tỉnh. Trong chuyên đề này, các đại biểu có cơ hội nghe ông Sobobak chia sẻ về những trải nghiệm của ông trong hành trình đi đến các nước trên thế giới để tìm hiểu về văn hóa, du lịch, kinh tế và kết nối xúc tiến thương mại doanh nghiệp, hợp tác xã, cũng sẽ có cơ hội trao đổi, kết nối xúc tiến thương mại và du lịch với thị trường Hàn Quốc. The Kamau region has a very rich and very diverse the potential. So even it take a time, maybe the make educate each other. So if the expertise people gather together and make it better, maybe the orchid business will be very nice in the future. Thì được sự góp ý của ông Bắc, ông chia sẻ cái kinh nghiệm, lần này sẽ khắc phục những cái gì mình còn hạn chế và phát triển thêm nữa. Thí dụ như là xây dựng cơ sở nhà xưởng để đáp ứng đủ cái yêu cầu mà của ông Bắc đưa ra. Nếu hàng lần này xuất khẩu được Hàn Quốc thì tốt. Trước đó, ông Sobobak, Tổng Giám đốc công ty The Nanum Trading Hàn Quốc và công ty Go Organic Cà Mau đã có nhiều trải nghiệm tại các hợp tác xã của huyện Đầm Dơi, Phú Tân, Nam Căn và Ngọc Hiển. Trong chuỗi hoạt động này, còn có việc ký kết ghi nhớ hợp tác giữa công ty Go Organic Việt Nam tại Cà Mau và công ty The Nanum Trading Hàn Quốc. Về cái công tác mà hoàn thiện sản phẩm, á, nói về cái bao bì sản phẩm, thương hiệu sản phẩm và câu chuyện sản phẩm, thì cái đó là cái quá trình mà để thúc đẩy nhanh, để liên kết những cái sản phẩm với đối tác Hàn Quốc. Và bên phía công ty mình cũng sẽ cố gắng kết nối về cái vấn đề đó. Đã đi thực tế về những cái điểm ô cốp ở làng nghề ở các huyện và các xã, thì bản thân công ty cũng đã thấy về cái vấn đề ở đó như thế nào, là về cái vấn đề mà quảng bá thương hiệu sản phẩm, mẫu mã sản phẩm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kết nối và xúc tiến để thúc đẩy nhanh cái quá trình mà xuất khẩu sang hàng những cái sản phẩm và đặc sản ở Cà Mau. Trong tháng 11 này, tỉnh Jinju của Hàn Quốc sẽ tổ chức hội chợ và sẽ dành cho Cà Mau gian hàng để trưng bày giới thiệu sản phẩm. Mong muốn các chủ thể ô cốp tỉnh Cà Mau là tận dụng tốt cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình. Hoạt động ý nghĩa này hứa hẹn là cơ hội hợp tác phát triển bền vững trong thời gian tới ở hai lĩnh vực là du lịch làng nghề và phân phối các sản phẩm ô cốp của địa phương giữa tỉnh Cà Mau và tỉnh Jinju trong tương lai không xa.